Đây chính là thơ Ngáo Ngơ đang ngồi chờ sẵn này. Bây giờ là 4 giờ sáng và anh cùng chị Thơ sẽ đi chợ cá buổi sáng sau một lần bị thất bại. Một lần trước thì đi mà không phát hiện ra chợ cá, lần này chị và anh Tiểu Thư quyết tâm là tìm chợ cá bằng được. Nghe nói là 4 giờ sáng thì chợ cá bắt đầu có giao thương rồi, có nghĩa là có mua bán rồi. Nhưng mà phải 4 giờ 30 đến 5 giờ thì lúc đó mới nhộn nhịp. Bây giờ chị và anh Tiểu Thư bắt đầu đi thì khoảng 4 giờ 30 sẽ tới đó. Mất nửa tiếng đi xe là các em biết rằng là chị và anh Tiểu Thư tâm huyết vào cái lần đi chợ cá lần này cỡ nào rồi đấy. Mặc dù chị Thơ đang bị ốm. Chị sau mấy ngày quằn quại ở trên biển thì hôm nay là chị có hơi ốm một chút xíu. Tuy nhiên chị đã uống thuốc và bây giờ tràn trề sức lực. Wow, bình minh đẹp chưa kìa anh Tiểu Thư. Ở đây thì buổi sáng chị thấy có rất là nhiều những cái cô mang đồ đi để mua cá. Wow, người ta đang gỡ lưới kìa anh Tiểu Thúi. Chợ cá ở đây vào buổi sáng khá là tấp nập. Đông lắm luôn anh Tiểu Thúi à. Xa xa kia là những con thuyền đánh cá vào buổi đêm. Buổi sáng là họ sẽ cập bến và gỡ cá. Chị sẽ tập trung lại chỗ đông xem người ta có cái gì vui thế. Wow, ở đây có rất là nhiều những cái loại cá khác nhau. Đã thế nhờ, xem người ta tập trung làm gì mà đông thế. Khu vực bên này là mực, hình như là hôm qua người ta đã đánh lưới mực về. Mực nhìn rất là tươi luôn, mắt thì đen láy, da thì lấp lánh, như vậy gọi là mực tươi đó các em. Wow, mực to và mực nhỏ khác nhau. Mấy cô này là mua để đem về chợ bán đó. Đã quá rồi các em ạ, ước gì chị cũng nấu ăn được để chị mua một sọt về chị hấp ăn cho đã miệng. Còn ở đây là các loại cá, bây giờ nó mới về hàng. À, quá trời luôn các em ơi, con cá này là cá gì đây chị cũng không biết nữa. Cá chủ. Cá chủ ạ? À? Cái tên cũng lạ ghê, cá chủ, chủ éo. Dạ không chị ạ, em chỉ đi tham quan thôi ạ. Đấy, mưa bến cái đầu. Wow, cá trời, quá trời, cá chủ luôn các em ạ. Cá chủ nhìn giống như kiểu cá ngừ vậy đó. Đâu, đâu bên nào vui. Ôi, ôi. Wow, nhìn tươi thế nhỉ. Cá này là cá gì đây ta? Nhìn lấp la lấp lánh. Em thấy hình như là đa phần chỉ có 2-3 loại cá với lại mực thôi thì phải. Chắc là tại vì cái khu vực biển này, nhưng mà nãy giờ em cũng thấy mấy loại cá khác nhau. Cái loại cá này không phải là cá trù này. Đây lại là mực và cá. Chị cũng không biết là cá này là cá gì, nhưng mà nhỏ hơn cá hồi lúc nãy. Không hiểu tại sao mà có những cái quầy rất là đông, còn có những cái quầy thì không có ai đến nhỉ? Tại vì mấy cái quầy đông kia, đây cũng là mực khác này, mấy cái quầy đông kia bán những cái loại cá, loại mực đặc biệt thì sao? Nãy đến kia mình thấy là họ bán được rất là nhiều mực ở chỗ cái quầy mà đông đông ấy. Nhưng mà khi mà chị bước vào đây thì chị giống như kiểu lạc vào nước ngoài vậy. Như là những cái con mực đấy to hơn thì phải. Chị bước vào đây giống như kiểu là người nước ngoài vậy. Tại vì chị không hiểu người dân ở đây nói cái gì cho lắm. Tại vì họ dùng từ ngữ địa phương ấy, nên là chị không hiểu. Các em có hiểu không? Nãy đến giờ anh Tiểu Thư có hiểu không? Có chứ. Chị không hiểu lắm. Đấy, đố anh hiểu được mọi người đấy. Wow, ở đây thì siêu rẻ luôn các em à. Mực mà chị nghe nói có 5.000 một ký. Trong khi ở trong thành phố Hồ Chí Minh hình như là 200-300.000 một ký luôn đó. Oh no. Mua 5.000 thôi là ăn non đê. Các cô sau khi thỏa thuận giá và mua thành công thì sẽ gánh về như thế kia. Công nhận các cô ấy khỏe thật luôn đó các em. Em thấy không, các cô gánh mà chạy còn nhanh hơn chị nữa. Có những con cá nhỏ nhỏ như thế này nhìn rất là tươi ngon, nhưng mà chị không biết là cá gì. Nếu mà kho thì chắc là ngon lắm đấy. Thực ra thì trời vẫn chưa sáng lắm đâu, mặt trời còn chưa ló luôn đó các em. Nhưng mà anh Tiểu Thúi thì có một cái máy quay khá là tốt nên là nhìn rõ thôi. Ở đây có mấy cái con cá, cá trù hả anh Tiểu Thúi, hay là cá ngừ, hay là cá thu?
Nói chung là cá nào cũng giống cá nào đúng không? Ôi cá này khác này. Ôi con cá này đặc biệt luôn anh Tiểu Thúy. Nó rất là mắc cười. Con này này à. Không biết là cá gì, cái bụng của nó nhìn có vẻ ngon đấy. Ừ, cái bụng của nó hơi bị to. Cá này cũng lạ lùng này các em. Nó có cái nước da hơi đỏ đỏ hồng hồng. Người ta đang xách từ thuyền xuống quá trời luôn các em à. Wow, cá này là cá mini đỏ đỏ hồng hồng. Em ơi, nhìn thấy đó. Khác nãy đến giờ là chúng ta chưa gặp loại cá này bao giờ. Cá này là cá gì đây chị? Cá sơn ạ. À? Nhìn đẹp thế nhỉ. Chị đang không biết là mấy cái thuyền này đi đánh bắt có xa bờ hay không. Bởi vì thuyền nhỏ chị đi được gần. Mà gần thì cũng phải là mấy chục cây. Chứ ở gần bờ quá thì lại cũng không có cá đâu. Các em nhìn kìa, quang cảnh chợ cá vào buổi sáng thì rất là nhộn nhịp. Người ta đang hạ cá xuống kìa. Đó, từ mấy cái thuyền to họ hạ xuống thuyền thúng. Thuyền thúng mới nhấc ra bên ngoài. À, chứ không phải là người ta đi đánh cá bằng thuyền thúng đâu đúng không? Đúng thế. Người ta sẽ đánh cá từ bằng mấy cái thuyền to to kia. Đó, sau khi đến thì mọi người sẽ ùa vào cái chỗ cái thuyền kia. Không biết là có cá gì ở đấy nữa. Sau khi đánh cá xong rồi người ta sẽ bỏ những cái khoang kia kìa. Rồi giờ người ta mới múc ra. Ở đây có mấy con cá mắc cười lắm này các em. Mấy con cá hồi lúc nãy mình thấy này anh Tiểu Thúy. Chưa bao giờ mà có rất là nhiều loại cá mà chưa bao giờ chị được nhìn thấy và cũng chưa bao giờ chị được ăn luôn. Wow, có con mực to lắm anh Tiểu Thúy. Kìa kìa, con mực to chưa? Wow, ở kia có một con cá rất là lạ luôn. Hình như cá nóc. Hình như con cá đấy là con cá nóc. Còn mấy con mực kia cũng rất là to. Trời ơi các em ơi, chị vừa nghe thấy cá có 2,5 một ký. Chị có nên mua 100 ký đem về thành phố chị mình bán không ta? Đấy đấy, nghe không? Nghe thấy rõ không? Đấy, cái cá to này kia, 1,5 thôi. Wow, con cá này to thế. Wow, con cá này chắc là mẹ của mấy con cá kia. Nhìn cũng na ná giống nhau. Chợ cá thì càng ngày càng đông luôn các em ạ. Đa phần là các cô đi mua về để đem ra các chợ khác để bán. Đúng rồi, ở đây cá vừa rẻ vừa tươi mà. Vừa xuống từ lưới luôn. Cho nên chắc chắn là sẽ rất là tươi ngon. Sau khi các cô chú đi câu về thì các cô chú đi đánh lưới về thì các cô chú sẽ phải gấp lưới như thế kia. Chị ngại nhất là cái việc gỡ lưới á, bởi vì nó hay bị rối lắm. Nhiều khi á, chị đi đánh lưới xong rồi chị bỏ luôn cái lưới đó luôn. Tại vì quá là mệt mỏi trong cái việc gỡ lưới. Không thể nào kiên trì như thế. Giống như kiểu là cá cơm vậy đó. Cá cơm đó các em. À, hóa ra là bây giờ mọi người mới gỡ lưới để lấy cá. Cá cơm này để làm nước mắm nhĩ cá cơm thì rất là ngon. Mặc dù chị có mang tiền theo nhưng mà chị không mua được cá, bởi vì không biết mang về sẽ bảo quản nó như thế nào. Nên là thôi, chị ngắm mọi người, ngắm những con cá tươi ngon là đủ rồi. Nhìn không khí mọi người mua cá tấp nập mà thấy vui ghê. Đi lang thang chị còn nhặt được một con sao biển này các em. Anh Tiểu Thú có muốn mang về làm kỷ niệm không? Cầm về nhá. Bây giờ thì chị sẽ về luôn đây. Hôm nay chị đã có một trải nghiệm khá là thú vị. Đúng là bỏ công chị dậy sớm. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những video sau.